Xin chào các chị và các bạn. Do trời mưa nên Chi là mạng hơi yếu, Uyên không có quay trực tiếp được. Nhưng mà Uyên muốn quay cái clip này để gửi tới các chị và các bạn một bài test. Uyên sẽ làm một bài test giữa băng Nguyệt Sinh và cốc Nguyệt Sang. Và nhân tiện Uyên sẽ giới thiệu tới các chị một loại cốc Nguyệt Sang, hay còn được gọi là cốc Kinh Nguyệt cho nó gần gũi chị ha. Loại cốc này dùng để thay băng Nguyệt Sinh của chúng ta trong các chu kỳ kinh nguyệt. Bởi vì băng vệ sinh làm từ bông và hóa chất tạo mùi nên Chi rất dễ gây dị ứng cho các chị mà cơ địa không hợp á. Nó sẽ gây ẩm ướt, mang băng vệ sinh thì ẩm ướt là không nói rồi ha. Mình dễ bị ngứa ngáy, với lại thậm chí là sẽ gây luôn ra viêm nhiễm thì nó không có tốt. Còn cốc nguyệt sa thì nó làm bằng 100% silicon y tế nên chi độ an toàn của nó gọi là tuyệt đối các chị nha. Chị có thể yên tâm. Cái này là Linh Cúp của Mỹ, còn cái này là Sibel, cái này là Sibel của Pháp. Bây giờ Y sẽ làm một bài test. Hay là trước tiên thì Y sẽ giới thiệu sơ về cốc và cách đặt cốc trước đi ha. Cốc này được đặt trong ông đạo của chị nha, nó có ba cách gấp. Chúng ta kéo xuống, cái cấp này được gọi là cái cấp chữ V, và khi kéo xuống á, thì cái miệng cốc nó chỉ bằng ngón tay trỏ, nên chỉ là tới chu kỳ của mình á, âm đạo rộng và trơn chưa rất là dễ vào. Đây là cách thứ nhất, và khi nó vào rồi thì nó sẽ khít luôn cái thành âm đạo, máu kinh nó không có ra ngoài được, nên nó chỉ nằm ở trong này thôi. Rồi tới thời gian thay mình chỉ cần rút ra mình đổ đi, vệ sinh lại nó sạch là mình đặt tiếp mình dùng. Một cốc nó có hạn sử dụng từ 8 tới 10 năm. Vì nó là một silicon nên chỉ độ bền rất là tốt. Đây, cái gấp cốc thứ hai là gấp gấp số 7. Cái gấp này thì nó hơi khó bung, tại vì khi mà nó vào nhà sẽ như nó vào cái này nó sẽ nó không có bung được, nó bị kẹt, mình phải nhấn cái chỗ này đó thì nó mới bung ra được. Bây giờ làm cái cách này không à. Còn cách thứ ba nữa là cách gấp chữ C. Đây, nhấn vô gấp chữ C các chị nha. Khi móc kinh xuống thì nó sẽ nằm luôn trong này. Đây nó vào nè, nó vào đây nó sẽ tự mở và nó khít luôn cái thành âm đạo. Móc kinh xuống nó nằm trong này, nó không có ra ngoài được. Giờ mình sẽ làm một bài test nha. Muốn quay live stream lắm mà làm nãy giờ không có được, không biết mạng nó báo làm sao đó, làm không có được gì hết trơn. Đây là băng vệ sinh. Ăn vệ sinh Biana siêu mỏng. Chuyển hai lưới nên chị chuyển qua luôn. Đây có một ly nước nha. Đổ vào cốc. Ở trên này nó có cái lỗ thông khí đây này các chị. Vì đổ vào băng vệ sinh một lần thì nó không có thấm liền, nó chỉ đợi hơi lâu nha. Các chị nghĩ nó có tràn không? Nặng, tràn trề luôn. Dùng băng vệ sinh này hồi xưa đi đâu cũng khó khăn hết. Nhất là ở gần biển như thế này nè. Đi chơi đi nhỡ cứ sợ nó tràn ra không à, mà nó nhiều quá là ngồi á, bếp đít dính hết. Tối nay tính live stream sale cốc Sibel mà tiếc quá không biết cái mặt làm sao. Đây, cốc nó có dung tích từ 20 tới 30 ml. Thời gian mà để thay rửa cốc vệ sinh cốc lúc nào cũng rộng hơn là băng vệ sinh các chị nha. Băng vệ sinh giả sử như các chị dùng 4 tiếng thì cốc các chị sẽ dùng được từ 5 tới 7 tiếng lần, và tối đa là 12 tiếng cho ngày kinh ít. Đây em làm xong rồi. Nặng luôn á. Cái này mà ngồi lên một cái là bẹp
liền. Này, em chỉ cần lấy tay đè thôi là coi coi như cái bông mình nó đè lên đó, các chị thấy không? Này, nó chảy này. Một bên. Nhiều lắm, chảy nhiều lắm. Đó. Dung tích của nó từ 20 tới 30 ml, đó là của Sibel. Còn của Linh Cúp thì nó chỉ có một size thôi nên chỉ là dễ dùng hơn. Linh Cúp nó có một size từ 25, từ 25 tới 30 ml. Các chị có thể yên tâm sử dụng ha, tại vì cái này ra đời giúp cho chị em mình thoải mái hơn, an toàn hơn. Thậm chí cốc này á các chị à, nó những chị mà đau bụng kinh á, nó sẽ giảm hiệu quả từ chu kỳ thứ ba trở đi, bảo đảm là giảm. Và tại sao giảm thì em báo cho Yên kể cho nghe ha. À, nếu như mà dưới video này ai mà có đặt hàng hoặc là thắc mắc á, thì cứ liên hệ với Uyên hoặc là inbox cho Uyên. Uyên sẽ giảm giá. Còn Sibel là đây. Dung tích từ 20 tới 30 ml, nó có hai size. Giá cũ của nó là 750. Uyên sale còn 700. Kèm theo Uyên sẽ tặng các chị một cái quần gen bụng. Quần gen bụng này rất là hiệu quả nha các chị. Mang vào là bụng nó gom liền. Tặng một quần gen bụng, tặng một cốc tiệt trùng. Cốc tiệt trùng này để bỏ cốc vào, để bỏ cốc vào tiệt trùng trước và sau mỗi chu kỳ của mình sử dụng. Tặng cho các chị một viên tiệt trùng đây, một viên tiệt trùng. Và nếu như mà đặt luôn á thì em sẽ tặng luôn một cái card 20.000 receipt nha các chị. Còn Liên cúp nếu các chị đặt, Uyên sẽ tặng nóng các chị một cái cạc 100 cộng với những phần quà như mới nãy là quần gen, cốc tiệt trùng, của Liên cúp đây, và viên tiệt trùng nữa các chị nha. Đừng ngần ngại, hãy thay đổi nhanh, hãy thay đổi mau để có những chuỗi ngày khô thoáng trong chu kỳ kinh nguyệt các chị ha. Em xin cảm ơn và chúc các chị luôn vui vẻ, khỏe mạnh và luôn sức khỏe.